là món nem rán thôi mấy bạn. Thì Di xin đọc cho cái nguyên liệu gồm có hột tôm lột 150 g, có hỡi hay hỡi bằng cua, nạc quai băm 250 g, củ đậu thì có người gọi là củ sắn nha mấy bạn, thì là 300 g, cà gót 50 g, mộc nhĩ 30 g, miến 30 g, khoai cao làm sạch 150 g, bánh đa nem 300 g, gốc hành lá 20 g, hành tím 20 g, tỏi tép 10 g, giấm 10 g. Cái phần giấm mấy bạn lưu ý là trong đây nó bị dư một cái, là ở phần giấm là mình lấy 10 g thôi nha, còn cái cuối cùng nó có phần giấm 8 g thì mấy bạn bỏ giùm mình cái phần 8 g đó nha. Dầu mè 5 g, muối 3 g, đường nâu 10 g, tiêu đen 5 g, dầu 1 kg, bột ngọt 6 g, cooking meal 40 g. Nước cốt dừa anh. Là nước cốt dừa. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta sơ chế cái phần nguyên liệu ha mấy bạn. Tôm bắt đầu mình rửa, mình lột vỏ, mình vắt ráo rồi mình bằm. Củ sắn thì mình cắt sợi và mình luộc cho chín, mình vắt ráo nước. Còn khoai môn cao mình cũng cắt sợi luôn và mình sẽ xào. Xào cho chín. Mộc nhĩ thì mình thái nhỏ. Cà rốt và bào sợi luôn mình cũng thái nhỏ luôn. Miến thì mình cắt khúc khoảng 1 cm. Xong rồi mấy bạn cho hỗn hợp đó để mình trộn chung vào nhau ha. Các bạn lưu ý là cái trứng gà mình chỉ lấy chồng đỏ thôi nha mấy bạn, mình không có lấy chồng trắng ha. Nếu mà mình bỏ chồng trắng nữa nhiều khi cái nhân nó bị nhão á. Cái phần chồng trắng của cái trứng gà mình đừng có bỏ nha, mình lấy cái đó để một chút nữa mình cuốn xong rồi mình chét lên cái phần rìa của cái bánh đó, để cho nó dính cái nem lại, nó không có bung ra mấy bạn. Cái món nem này thì nó đặc biệt cái là mình sau khi mình cuốn xong mình không có chiên liền được nha mấy bạn, mà mình để tủ đông 8 tiếng thì nó mới ngon hơn, nó tạo cái độ giòn nữa, mà gia vị nó thấm nó ngon hơn. Mình nhắc lại một lần nữa là mấy bạn lưu ý là để sau 8 tiếng mới chiên nha, tủ đông nha mấy bạn, mai mới chiên nha. Sau khi mình xong cái phần này là coi như là mình kết thúc cái buổi học đầu tiên. Cái phần chiên chả giò này nhìn rất đơn giản, ai cũng thấy nó đơn giản bỏ vô chiên hết, nhưng mà nó sẽ dễ hư lắm đây nè. Nó dễ hư lắm vì lý do như thế này, các bạn thả vô lúc dầu nóng quá nó bị bung cái bánh tráng lên, nó phồng. Và cái thứ hai nữa, nó không chín cái ruột. Nhớ lưu ý vì cái cuốn chả giò chúng ta cuốn á, ở bên trong thành phần của nó là có thịt và tôm còn sống. Và khi mình bỏ đông như vậy phía bên trong nó nhiệt độ nó rất là thấp, mình đem ra mình thả dầu nóng một cái nó vừa mới chín bên ngoài mà bên trong nó sẽ không chín. Và tình trạng cái chả giò bị sống phía bên trong là cái tình trạng vô cùng là thảm hại luôn, là bị khách complain, bị trả về đồ ăn có thể bị hư, người ta có thể bị ngộ độc vân vân và vân vân. Cho nên nhìn thì rất đơn giản mà phải rất chú ý chỗ này. Khi thả cái cuốn chả giò vô, thả vô lúc dầu nguội giùm cho tôi, đừng có thả vô dầu nóng, tức là dầu chỉ mới hơi nóng nóng nhẹ nhẹ thôi, thả vô và bắt đầu chiên. Đừng chiên lửa lớn, chiên lửa nhỏ một chút xíu, vì ai cũng muốn chả giò thì sao, sau thành phẩm của nó phải thế nào mới đạt yêu cầu, phải giò, vàng giò. Và cái quan trọng phải giò, phải giữ được làm sao 4-5 tiếng đồng hồ nó vẫn giòn, mà mình không có dùng hóa chất gì. Các bạn thấy hôm qua mình làm có chút hóa chất rồi hết. Do đó muốn giòn phải chiên nhiệt độ thấp dùm, chiên lửa nhỏ nhỏ và trở cái cuốn chả giò. Và nhớ không rã đông, vì rã đông ra cái cuốn chả, cái bánh tráng nó bị yểu, nó mềm, nó bủng và nó sẽ bị bung ra.
Đó là những cái lưu ý khi chiên chả giò. Khi mà cho vào trong cái nem rán á, khi mà cho vào trong cái chảo, lúc mà dầu còn nguội thì các bạn đừng có lấy cái đũa trở qua trở lại nhiều lần quá. Khi nào mình lấy cái đũa mình chạm nhẹ lên trên cái bánh rán, mình thấy bánh rán nó đã cứng lại, nó giòn, lúc đó mình mới trở. Còn mới thả vô á, khi nhiệt độ nó còn thấp đừng có trở, nó sẽ cũng sẽ dễ bị bể nha. Cô đừng nghe chị Nga có nói là do hôm đó hết củ sắn cho nên các bạn phải thay bằng khoai môn, cho nên cái lượng khoai môn nó nhiều quá. Ăn các bạn nào ăn thử sẽ thấy cái vị nó không có giống 6 nhóm còn lại. Về cái độ chiên thì cái yêu cầu của nó sau khi chiên xong cái vỏ chả giò, cái vỏ nem rán nhìn nó phải bóng lên. Và nó không có được sùi bọt lên. Thì đối với các nhóm ngày hôm nay thì nhóm 3 là làm tốt nhất, đạt yêu cầu nhất. Các bạn chiên các bạn còn sợ bị cháy quá, cho nên là đối với nhóm 2 các bạn chiên còn non lửa, cho nên nếu các bạn để mà các bạn bán khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì nó sẽ bị mềm ngay lập tức. Của nhóm 2 là vì nó chưa tới cái da bánh tráng, nó chưa có độ giòn, cho nên các bạn nhớ lưu ý là cái độ giòn cũng rất là quan trọng. Nhóm 4 cũng chiên còn yếu lửa, nhóm 1 chiên cũng còn yếu lửa, các nhóm còn lại chiên đủ lửa, nhưng mà nói về độ bóng và đẹp thì nhóm 3 là làm tốt nhất. Bên cạnh nhóm 7 làm cũng đúng, rất là đúng yêu cầu. Hồi nãy có một nhóm nào mà đưa nguyên cuốn lên cuối cùng nhóm 2 á, thì cái cuốn cuối cùng á thì lại vừa, nhưng mà những cái cuốn mà các bạn cắt ra thì nó không được, là do các bạn chiên giống như hơi bị gấp á. Các bạn chiên hơi bị gấp là do chắc lúc hồi nãy mở lửa lên nó chậm hơn người khác á, cho nên các bạn làm nó gấp cho nên nó chưa có đủ được độ giòn. Thứ hai nữa, cả 7 nhóm các bạn rút kinh nghiệm một chút xíu để tăng cái mùi thơm của chả giò lên. Tôi có một cái công đoạn nó hơi khác với lại cái cách làm nem rán thông thường khác. Bình thường nem rán làm á, các bạn cho khoai môn vào thì cho khoai môn sống chứ không có cho khoai môn đã xào. Ở miền Bắc thì thường không có cho khoai môn, nhưng miền Nam thì người ta thường hay cho một ít khoai môn để nó có cái độ bùi của nem, nó sẽ làm ngon hơn. Cho nên các bạn sẽ giữ đúng công thức này cho cả miền Bắc và miền Nam. Tuy nhiên khi xào, tôi lưu ý chút xíu, khi các bạn xào cái khoai môn, các bạn phi hành cho thật thơm, bỏ vô xào cho cái khoai môn nó hơi trong trong lại. Hiện nay cái khoai môn nó chưa được thơm lắm, nghe cái mùi á, cảm giác nó chưa thơm lắm. Cho nên các bạn phi hành làm sao để khi cái quá trình xào thì cái chính cái đó nó làm tạo nên cái mùi thơm của mình. Và cái tiêu các bạn gia giảm thêm một chút xíu nữa. Hiện nay cái lượng tiêu do tôi nói lúc nãy là nó sẽ chênh lệch với nhau tùy theo cái loại tiêu á. Cho nên là nếu các bạn thấy ít các bạn cứ thêm vào đi, cái nem rán mà nó nhiều tiêu, đặc biệt các nhóm miền Bắc cho tiêu nhiều, người ta sẽ rất là thích cái vị tiêu. Cho nên có thể tăng thêm một chút xíu để nó tăng hương mùi thơm cho nem rán. Và các bạn lưu ý tất cả những cái điểm đó và như vậy là chúng ta sẽ có cái nem rán đạt yêu cầu và giòn lâu. Rồi bây giờ các bạn có thể nếm thử các nhóm khác rồi sau đó chúng ta đem cái sản phẩm về mình thu dọn, mình chuẩn bị cho món súp gà nha các bạn.